Vâng, xin chào quý cô chú anh chị, đây là một con hẻm ở trên đường Nguyễn Thị Kiểu ở phường Hiệp Thành, quận 12 của chú anh chị nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình một căn nhà một trệt 2 lầu, một sân thượng của chú anh chị. Nhà xây dựng kiên cố, nhà khu vực nhà cao tầng ha. Và diện tích của căn nhà thì ngang 4 dài 14 mét của chú anh chị. Không gian rất là rộng rãi thoải mái cho cô chú anh chị mình mua ở kinh doanh ha. Nhà này là ô tô, đường ô tô vô tận nhà và xe ô tô ngủ trong nhà của chú anh chị. Đây là không gian phòng khách của chú anh chị. Nhà hiện tại gia chủ mới vừa dọn dẹp, đang dọn dẹp ngay của chú anh chị ha. Sạch sẽ, của chú anh chị mình mua mình ở liền luôn, không cần phải lo lắng về vấn đề mà sửa chữa hay nhà nó có sạch sẽ hay không. Nhà mới mới thay bỏ cô chú anh chị. Không gian phòng khách rất rộng rãi thoải mái của chú anh chị mình bố trí bàn ghế, sofa rồi rất ok luôn nha. Rồi phía bên trong này xin mời cô chú anh chị mình tham khảo thêm có phòng bếp nấu ăn. Gia chủ bố trí cho mình một cái bàn đây cô chú anh chị, bàn ăn ha, khu vực bếp. Không gian trang trí rất là ok, xanh môi trường cô chú anh chị. Cầu thang thì tay vịn bằng gỗ ha cô chú anh chị ha, mặt là bậc tam cấp là lót đá ha. Ở trên tầng trên thì có 2 cái phòng ngủ cửa gỗ cô chú anh chị, cửa phòng ngủ cửa gỗ. Và nhà thì có giếng trời thông từ trên xuống dưới của chú anh chị, nên là không gian nhà rất là thoáng mát ha, và đủ ánh sáng cho mình dùng trong khi ban ngày, không cần phải bật điện luôn. Có 2 phòng ngủ, nhà rất là đẹp của chú anh chị. Đây, ngủ phía trước phòng ngủ phía sau và một cái nhà vệ sinh chung. Cô chú anh chị, nhà này một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, sân thượng này kia là có ban công rồi, rất là ok luôn cô chú anh chị nha. Nhà rất là rộng rãi thoải mái. Thì nhà này có 4 cái phòng ngủ và 3 cái WC của chú anh chị. Cô chú anh chị mình quan tâm thì liên hệ em số điện thoại trên màn hình 0785978982 hoặc là 0898028417 của chú anh chị, em dẫn mình xem nhà. Và giá hiện tại căn nhà này chủ kêu 5 tỷ 200 triệu, thương lượng của chú chị. Đường trước nhà đường xe hơi, gần chỗ chỉ là tầm khoảng 300 m thôi là ra đường Nguyễn Thị Kiểu ha. Khu vực bệnh viện quận 12 đi ra chợ rồi, rất là gần của chú chị. Cô chú chị mình theo dõi thông tin thì cũng đừng quên cho em một lượt like, lượt share và lượt đăng ký kênh của chú chị nha. Anh em có nhận review nhà khu vực quận 12, Gò Vấp và Hóc Môn, khu vực lân cận của chú anh chị mình có sản phẩm thì cần bán thì liên hệ em review em đăng phụ ha. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị mình đã theo dõi, em cảm ơn và hẹn gặp lại.